Dạ chị ơi, chị muốn em lên món cho mình luôn chưa ạ? À, chưa. Chừng nào bạn chị tới rồi lên. Dạ. Nhớ anh thấy gì mà gọi vậy bé yêu? Anh quên là hôm nay anh có hẹn với em hả? À, nhớ chưa xong nhớ. Rồi, anh đang tới nè. Chờ anh nha. Ừ. Xe rửa không chưa? Sorry cục cưng nha. Anh lại quên nữa. Đâu, anh nhớ chứ bộ. Sao? Hôm nay rủ anh đi ăn có chuyện gì muốn kể anh nghe à? Dạ, hôm nay sinh nhật em. Đúng rồi, hôm nay sinh nhật em mà. Cho nên từ chiều tới giờ anh phải chạy đôn chạy đáo khắp cái Sài Gòn này để tìm quà tặng cho em đó. Rồi quà đâu? Quà đâu? Happy birthday. Thôi dơ. Cái này là quý nhất của anh rồi. Tặng em. Thôi anh để đây nha. Ba mẹ em đâu? Em sao vậy? Ba mẹ em đâu sao hỏi anh? Ý, bắt máy à, hỏi luôn đi. Tự nhiên hỏi người ta ba mẹ đâu. Dạ con nghe ba. À, giờ ba mẹ bắt taxi tới nha. Chứ đợi thằng Thái từ chiều giờ mà không thấy nó qua đón nữa. Con đưa cho ba địa chỉ đi, giờ ba mẹ đi nữa. Dạ, thôi, chắc ba mẹ khỏi tới nữa. Tụi con chia tay rồi. Ý, Như, nghe anh nói nè. Nghe anh nói nè, anh yêu em thật lòng mà. Em hiểu không? Cái vấn đề... Như! Dạ, cho em xin phép. Trời ơi, em xin lỗi anh. Con thấy đường không vậy? Dạ không phải, tại anh đứng lên đột ngột quá em không kịp đỡ được. Ý con mà... nói tại tôi hả? Dạ đúng rồi. Phải. Em xin lỗi anh. Có tin là nghỉ việc liền ngay bây giờ luôn không? Trời ơi, không biết con nhà em làm phách dữ trời. Nam như nhà hàng này là của nói. Nhìn cái mặt nó kìa, nhìn phách két. Đúng rồi. Ngồi đó là phải rồi. Giận cá chém thớt à. Nè, anh đừng có quá đáng nha. Anh đang là người sai đây đó, đúng không mọi người? Đúng đó. Có chuyện gì anh? Anh ơi, cái anh này anh kiếm chuyện với em á, anh kêu anh xin lỗi em. Ờ, anh xin lỗi. Không phải anh, kêu anh này xin lỗi em nè. Dạ, xin lỗi cậu chủ Thái. Bé này nó mới vô làm á, có gì thông cảm bỏ qua cho nó. Cậu cũng coi chừng cái chức quản lý của cậu á. Cậu chủ Thái ơi, em mới đi làm ngày đầu á, em chưa có nhiều kinh nghiệm, tha lỗi cho em nha. Ở đâu cũng có luật của nó, đúng là đúng, sai là sai, rút kinh nghiệm được. Dạ. Nhưng ở chỗ khác nha. Anh ơi. Đứng lên đi. Khó khăn lắm em mới làm được ở đây. Đừng có đuổi gì, cho anh cơ hội lần nữa đi anh. Đồ mày đứng dậy coi. Khó khăn lắm em mới xin được gì. Đứng lên chạy. Nó là cái chó gì phải quỳ vậy đó. Ba. Còn mày sao? Mày tưởng mày ngon lắm hả? Đi. Ngon ha, chữ cậu Thái đồ. Trời ơi, làm như có chỗ này có xe đi chữ vậy. Thôi ba ơi. Ba sao mà phát kiểu quá. Lấy đồ để anh xe xong quay đầu xe sẵn đi. Ủa, ông tưởng là ngon hả? Ê. Ê. Trời ơi. Ê. Ba. Chạy con. Lên. Con ơi, cho chú xin ít tiền đi, chú đói quá con ơi. Có rồi chú ơi. Cho ta tiền đi, ta sẽ cho con một điều ước. Rồi giờ tớ ước tôi có tình yêu chân thành á, ông cho được không? Chỉ cần có tiền là ta sẽ cho con điều ước mà. Bớt xàm đi, nhiều khi người ta cho nhiều hơn. Khùng.
Ủa, ba gửi rồi á, con nhận được chưa? Nay chắc cũng hơn 3 triệu á. Gửi gì? Gửi chút tiền cho tôi làm chi? Thằng mày đặt nữa. Ủa, giờ này con ngủ với làm cái gì á? Chắc đang ngủ mơ á. Sao mơ mà sao đau? Đây là đâu vậy? Đây là nhà của con đó. Dạ. Khủng. Ông khùng cái gì vậy? Nhà nào nhà tôi? Ê, sao cái chân tôi cứng ngắc? Bây giờ đã tin ta là ông Bụp chưa? Mà tôi làm cái gì tôi như cái biến tôi vậy? Thả tôi ra. Chính con ước như vậy mà. Tôi ước cái gì? Cho ta tiền đi, ta sẽ cho con một điều ước. Bây giờ tôi ước tôi có tình yêu chân thành á, ông cho được không? Chỉ cần có tiền là ta sẽ cho con điều ước mà. Ủa, nhưng mà tôi ước có tình yêu đích thật chứ đâu phải ước từ giàu mà thành nghèo vậy. Ủa chi ta? Trời ơi, biến sao hỏi chi? Nhớ rồi, hình như là lúc đó tôi nghĩ là người nghèo dễ có tình yêu thật lòng hơn. Trời ông xàm quá thôi, không biết. Còn này nữa. Cây gậy móc đồ. Soi cái mặt đi. Ok. Cái gì mặt tôi làm kiểu làm sao xấu á, kiểu như mình vừa xấu vừa nghèo mà người ta vẫn yêu mình thì nó mới là thật ông lòng. Ông biến lại cho tôi bình thường, nhanh lên. Thôi lỡ rồi, gán làm cho xong nhiệm vụ đi rồi tôi trả lại. Cho nhiệm vụ gì nữa đây ông khùng vừa đó ông ơi. Cậu nhớ con bé phục vụ mà cậu làm nó mất việc không? Nhớ mà liên quan gì tới tôi? Bây giờ cậu chỉ cần giúp cho nó có việc làm trở lại là xong nhiệm vụ rồi. Thôi ông xàm quá, cái đó không phải chuyện của tôi nha. Rồi không làm thì thôi nha, không làm thì thôi, tiếp tục nghèo, tiếp tục xấu. Gì kỳ vậy, tự nhiên liên quan gì tới tôi? Đó. Ông Bụp, ông đâu rồi? Cái gì trời? Rồi tới giờ bây giờ tôi nói là nếu mà muốn làm nhiệm vụ á thì không biết địa chỉ đâu mà tìm. Tao quên mất địa chỉ nè. Còn biến chân lại nữa. Ê con gái gán cầu nguyện cho ba mày trúng số nha. Chi ba? Lúc đó ba có tiền á, ba xây cái hàng rào này bằng vàng luôn. Mà kim cương. Chị, trời, cho ông chủ ông thấy mình uy tín, ông cho mình thiếu tiền nhà con. Ba này tự nhiên trúng số còn nghĩ đến chuyện thuê nhà. Ủa mày. Ồ ha, rồng đến nhà tôm con ơi, cho ba mượn món quà coi, ba tặng con rồng. Không phải, bình tĩnh. Đấy làm gì? Có gì từ từ nói. Bình tĩnh không? Đâu phải cái thằng quá. Nói cho ai nữa con. Ba nhìn tôi khác một trời một vực. Ủa, khoan, tự nhiên bên này nó mà mày là ai? Tôi là người bình thường thôi, một người đáng thương cần sự giúp đỡ. Giống lắm nha. Chắc người giống người á. Đáng thương hả? Thế thì vô đây có mấy củ khoai nè, muốn ăn vô lấy đi. Đợi gì nữa?
Thật ra tôi có chuyện rất nghiêm túc muốn nói với mọi người. Chuyện gì? Thật ra tôi tới đây với một nhiệm vụ ở chợ Ảnh Giao. Nhiệm vụ gì? Là phải dẫn nhỏ này đi kiếm việc cho nó. Chi? Để làm gì? Để tôi biến trở lại thành đẹp trai với giàu có. Biết. Tôi biết là nói ra thì nó hơi khó tin, nhưng mà từ biệt thự ngủ một đêm biến thành nhà lá, vậy có phải là phép thuật không? Biết sáng nay tôi gặp ai không? Ai? Ông Bập. Ông Bụt đó bà. Không phải ông Bụt. Không phải. Chứ Bụt. Ông kể là ông có 3 cấp độ lần. Bữa là đầu tiên. Xong tới ông Bụt. Ông Bụt xong rồi tới ông Bật. Xong rồi mới tới là ông Bụt. Ông Bụt là level cuối rồi. Khó tin lắm. Không, hồi nãy là khó tin thiệt, nhưng mà bây giờ có lúc mà nói ông Bụt á tin. Tin rồi đúng không? Đúng rồi. Vậy là cho con bé đi tôi đi. Đi đâu mày? Đi. Đi đi kiếm việc làm. Muốn đưa con gái tôi đi kiếm việc làm ha? Đúng rồi, để hoàn thành nhiệm vụ. Để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà mày biết sao không? Cái thế giới này bây giờ nó lừa đảo nhiều quá. Mày thông cảm đi con gái tao mà. Đúng không? Thì bây giờ mày đem ông Bụt tới đây đi. Thì nếu mà tao thấy ông Bụt rồi, tao tin mày, tao đưa con gái cho đúng, mày đúng, đi đâu đúng, đi. Đúng, đúng, đúng rồi. Tôi cũng tin với bạn lắm á, tôi cũng đi lắm á. Rồi, ngồi đây đợi tôi nha, tôi dẫn ông Bụt lại. Hãy đi đi. Người ta không tin đâu mà, để tôi ngồi vô đi gán giúp tôi đi. Gán ngủ mà. Gán tỉnh táo rồi, lên rồi. Giúp tôi nha. Để tôi gán nha. Chú ơi. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Nói thiệt luôn hả mày? Trời. Biết ai không? Ông Bụt chứ ai. Thấy chưa? Đúng như vậy. Nhìn là biết liền. Vậy tin này thôi, đi kiếm việc làm. Ông Bụt là phải biến một cái gì đó ha, người ta mới tin 100% chứ. Đúng rồi. Biến cái đi. Biến một cái biến là tin là đi liền luôn á. Biến đi, biến đi. Đi đi. Có một cái hơi khó vậy là Ngọc Hoàng Thượng Đế không có cho phép tôi biến hóa tùy tiện. Pháp luật. Pháp luật của thiên đình. Ôi, thôi đi giùm cái tin đi. Tin giùm thằng nhỏ cái đi. Trời ơi. Tôi nói nha, cầm chổi với ông biến ngay cái chân cứng nhắc khỏi đi đâu được luôn á. Mày hù ai vậy hả? Mày hù ai vậy? Trời không tin mày hả? Gì ba? Đồ thiệt chưa? Cái tay của ba nó biến cái tay của ba thành trong trống luôn nè. Ê, coi bay lên luôn nè. Chị hồ ai vậy? Nghe tôi một lần đi, đi với tôi kiếm việc làm đi, tôi kiếm cho. Trời ơi, đừng có tào lao nữa, tôi tìm được việc rồi. Hả? Ờ vậy thôi, như vậy chứ. Đúng rồi, vậy là coi như xong nhiệm vụ rồi. Trời ơi, không nói sớm là mất thời gian giải sợ. Ngon rồi, khỏi cần nữa. Ê, dục luôn. Yeah. Xong rồi. Trời ơi, con tưởng khó khăn lắm mà về cũng đơn giản. Bây giờ. Biến đi. Ta còn nôn hơn con nữa. Ta sắp được hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bây giờ nè, ta giăng cái cây lên là mở một cái tấm màn, con bước qua một cái là con trở về với thế giới thực tại. Nhanh đi ông. Được. Fakase. Đúng không? Mày gì hả mày? Hey, ha, hot, faka, se. Faka, se. Yeah. Có sai gì không? Xong nhiệm vụ rồi mà.
Bây giờ ta cũng không biết nữa, ta làm kỹ lắm rồi. Mà rõ ràng là con bé có việc làm rồi mà. Đúng rồi. Kỳ vậy ta, không lẽ bề trên mà có vụ dắt nhau nữa. Sao dắt được? Hay là ông làm sai gì không? Em không, đại xước. Để gọi điện thoại ha. Cây gậy móc đồ. Ủa, điện thoại này... Mượn xíu. Tại vì bây giờ móc cái điện thoại mới ra, phải móc sim rồi móc cạc đồ kia nữa. Mượn xíu đi, để gọi bà trên. Nhanh đi. Ủa, sai Viettel hả? Đúng rồi. Ta đổi mạng lại. Sao vậy? Đổi lên Thiên Lôi Tây mới nghe được. Alo, dạ. Ông Bụt chính thức không Bụt? Ủa sao nhỏ nó làm xong nhiệm vụ rồi mà vẫn chưa... Rồi, ông Bụt chính thức kiếm mày nè. Để tao nghe cái. Dạ, con nghe ông Bụt ơi. Trong vòng 37 ngày con phải đích thân tìm được việc làm cho Chi. Và Chi phải nhận được tháng lương đầu tiên thì con mới hoàn thành nhiệm vụ. À, mức lương phải cao hơn mức lương cũ nha. Tức. Ủa? Ê Bụt. Dạ. Con muốn là chính thức không? Dạ muốn. Muốn sao bữa giờ mày làm 10k hết, người ta nghèo hết 10k. Bye. Ông xui là có năng lực không vậy? Xui rồi. Không biết vợ sao cả tháng tiền đâu sống đây. À, ba mày có nói gửi mày 3 triệu mấy gì đó. Tôi không có nhận tiền của ông. Tại sao không? Ông không hiểu đâu. Trời ơi, ba cậu là một người tốt mà. Tốt cái gì mà tốt? Ông bỏ già mẹ con tôi đi. Rồi để cho mẹ tôi bệnh chết luôn á. Ông có tìm tới tôi đâu, có lo tôi được ngày nào đâu mà tốt. Trời ơi, cái đó là cuộc đời của thằng Tấn Thái. Còn bây giờ con là Thái mà Thái khác rồi. Ba con á là lao động xuất khẩu từ hồi còn nhỏ, bây giờ gửi tiền cho con phải trân trọng cái đồng tiền đó của ba con chứ. Ủa là bây giờ tôi là con người khác? Đúng rồi. Ba mẹ của tôi cũng là người khác. Chỉ giống cái tên Thái thôi. Tôi thấy ông xàm đế gì đó. Để tôi đi tìm tình yêu đích thật, không để tự nhiên biến thành nghèo để đi kiếm việc cho người khác. Ông tào lao dễ sợ. Con không biết đó thôi. Sư phụ ta có câu vậy nè. Muốn tỏa hương thơm để có tình yêu thật lòng từ người khác thì má nhòe, thì bản thân con phải là một người, một vườn hoa trước cái đã. Ờ, thấy rồi, nãy có thấy nha. Nó nói văn mà còn dấp nữa. Của sư phụ ta mà. Rồi giờ sao? Giờ mấy cái tao vụ mà buộc tập sự với buộc chính thức là cái gì? Sớm mai đi làm gặp gì đâu không? Ơi, sao người lớn nói chuyện nhau mẹ tên ta? Chỗ tôi đang làm gì không có phải đám gì chưa? Sao cứ nghĩ xấu cho tôi không à? Thấy là phục vụ đây tôi tới tôi ủng hộ mà. Nhớ đó. Dạ. Trời đất ơi, chủ quán đâu ơi? Dạ. Chủ quán đâu? Dạ, có chuyện gì vậy anh? Làm ăn gì làm được á hả? Dạ, sao ạ? Nhìn coi trong cái tô này nó có cái gì? Cái gì? Không thể nào chấp nhận như vậy được. Em phải đuổi việc. Không. Ủa mà đuổi ai anh? Đuổi phục vụ chứ đuổi ai? Dạ đúng rồi, đuổi phục vụ đi, đúng vậy. Ủa, anh này là trách nhiệm của anh đầu bếp mà, chứ đâu phải của phục vụ đâu. Đúng rồi. Này đồ ăn là của anh bếp. Ừ hả? Dạ. Phải tìm cách khác mới được. Dạ, dạ cách gì ạ? Hả, cái gì ạ? Không cách gì hết. Thôi đừng đuổi đầu bếp nha, tội nghiệp ta. Dạ. Đuổi đồ ăn cho khách, đứng nhìn cái gì? Dạ, để em đổi đồ khác cho anh nha. Kêu nhỏ đồ, nhỏ đó nấu cho tôi được. Dạ được. Phục vụ nó không biết nấu đồ ăn. À thôi được. Dạ, anh thông cảm nha. Không sao. Dạ. Em đi chứ đúng không? Đi. Dạ. Chị nào có dán kêu em tiếp nha. Biến đi. Dạ. À,
cho con lấy xe chút. Xe gì? Thì cái xe con, xe đạp của con nãy á. Ở đây biết bao nhiêu chiếc xe máy không mất. Đi mất chiếc xe đạp của bác của mày là sao? Cái gì của bác? Thôi, chú gài tao luôn. Gài cái gì? Con nói thiệt chú á, bây giờ á chiếc xe con mất con bỏ cũng được nữa, chú chỉ cần xin lỗi con một tiếng là xong, cái gì đâu. Tao xin lỗi mày hả? Mày lại đây mày gài tao xong rồi bắt tao xin lỗi, mày làm nhục tao hả? Thằng chó. Thôi, sao chú hồ đồ vậy? Anh mới thôi đó. Nó gài. Con có gài cái gì? Lấy cái này xài đi. Ủa? Ba tôi cũng phải để cho mấy người làm nhục. Trời, có ai làm nhục cái gì đâu. Đi về luôn qua. Về luôn, vô trả bộ đồ ra. Anh thông cảm nhanh, cho em đợi chiếc xe này lại được không? Ủa, về hả? Chúc mừng nha. Nhỏ mất việc tiếp rồi đó. Có cơ hội tiếp cận nữa rồi đó. Ủa sao không biết? Ta đá cái xe mà. Ủa? Sao điện thoại biến thành hồng quẹt rồi? À, có chiếc xe đạp cồn rồi cũng cù hồn nữa thiệt. Thôi mà, đừng có càm ràm nữa mà. Ba làm xong đi, con nấu canh tôm cho ba ăn, chịu không? Thơm thơm nghe, con thích vậy. Ồ, nó thối quắc luôn rồi. Hả? Gì nữa đây? Dạ, hôm qua hiểu lầm thôi, cho nên là xe chi á, tôi sơn với sửa lại hết rồi. Gì hết không? Ai mượn? Ai mượn sơn cái màu chậu ba nhưng đẹp mà. Sơn đẹp đẹp. Nói chi? Cái này là thay lời xin lỗi vụ hôm qua. Đừng vội tin con, phía sau lời xin lỗi nó còn cái gì nữa đó. Chi? Đi kiếm việc làm với tôi nha. Đó, tôi biết lắm mà. Vậy tao hỏi mày nè, cha con tao làm cái gì mày mà mày phá cha con tao mất việc vậy? Đúng rồi đó. Đâu phải phá đâu, tại vì cái chỗ qua lương nó không có cao. Trời ơi. Cho nên kiếm việc khác cao hơn. Là ý mày là mày phá để giúp cho tao trở thành một giám đốc hay sao? Không liên quan tới chú. Chị, đi chị. Thái, tôi không có cần biết mục đích của Thái là cái gì, nhưng mà công gì đâu có phải là dễ tìm đâu. Có tiền đóng tiền nhà chưa? Tiền nhà đâu? Đáng lẽ là hôm nay cũng có đưa cho cậu nhưng mà kẹt một số việc cho nên là... Kẹt cái gì mà kẹt? Kẹt gì tới 3 tháng? Hả? Tại cái gì? Hai cha con đi vô cuốn đồ đi. Lẹ! Cậu thông cảm, đi thật sự. Thông cảm gì thông cảm? Tại tôi bị mất việc thôi. Thôi bây giờ vậy nè, tôi chạy ra trong ngõ, bà Mười đang xây nhà. Tôi bưng bê phụ gạch. Bệnh gần chết rồi bưng cái gì hả? Cái thân thì bệnh tật, rồi lấy tiền về đưa cho tôi đi phúng điếu không hả? Cái bệnh tôi lâu lâu nó mới tái phát mà, chứ nó đâu có... Mua thuốc cho ba mày uống, có sức rồi đi làm trả nợ cho tao. Mẹ hay cho con mày báo không à? Thôi cậu Phương. Cậu cầm đi sĩ diện cái gì đó. Đi làm tranh thủ kiếm tiền trả cho tao đó. Từ ngày hai cha con mày thuê cái nhà này, tao đỡ đi chùa lại á. Mày nè, vợ tao mà có hỏi nói đóng tiền đầy đủ đàng hoàng chưa? Thôi chết tao á. Dạ em biết rồi. Cảm ơn anh Phương. Cảm ơn cậu Phương nha. Biết bao giờ mới trả được cho ổng. Xin lỗi chi? Tại tôi mà gia đình mình ra nông nổi này. Thôi, dù sao thì cũng tại ba tôi là mất xe đạp của mấy người mà. Không phải chuyện xe đạp, chuyện ở nhà hàng đó. Thiệt mà. Cái bớt thiệt đó ba. Vậy là mày thiệt phải không? Vậy thì mày khỏi hả, thực hiện cái ý nguyện của mày luôn con. Khỏi. Trời chú. Cái ý nguyện của mày hả? Cái gì ta? Quên hả? Cái ý nguyện của nó là giúp nhỏ này có việc làm mới mà có tiền lương cao hơn chỗ cũ. Bây giờ mà nó không có việc làm mới thì mới là không thể trở lại giàu sang luôn. Đúng rồi. Vậy là con gái tôi là không có việc làm. Không có việc làm luôn. Ba xin lỗi. Cái lỗi của con á thì con sai, con chịu, nhưng mà khi mà con giàu lại á, con hứa với hai người con sẽ bù đắp cho hai người được mà.
Ờ đúng rồi, trời này nó giàu lắm, nhiều khi cho nguyên biệt thự luôn cũng chừng. Rồi tao lấy nha. Ẩu cơ. Không, có hay không là chuyện của nó nha. Ê, không có nuốt lời nghe, vô lấy với con. Thôi khỏi, để ta biến ra luôn nè. Nè, để hỗ trợ mình mà. Cây gậy móc đồ. Vun vút, vun vút, vun vút. Dễ viết nè. Ba. Biến ra thiệt hả? Biến cây gậy móc đồ của ta. Thôi, nghe thiệt luôn nè. Ủa chứ không lẽ tin mày không tin tôi là ông bụp ta. Ê vậy sao không biến cho tôi luôn cái biệt thự đi chứ. À không có hỗ trợ được. Xin lỗi rồi, không cho thôi cái gì đâu ghê vậy. Thôi soạn đi. Thôi ba tôi giỡn á, chứ để tôi tìm việc làm được mà. Ờ đúng rồi, con gái tôi nói sao tôi nghe vậy. Liêm. Dạ anh ơi, mình còn tuyển dụng không anh? 7 triệu rồi hả? Tăng lên 8 triệu đi. Trên máy 7 hả? Được, dư. Máy 7 tôi qua nha. Ờ, có mang quà cho anh nữa, coi như là quà đút lót. Má mà cho mình đợi cho mẹ. Dạ chị ơi, em thấy mình có thông tin tuyển dụng trên báo ấy. Mình còn vị trí nào không? Dạ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hết tiền. Trời ơi, vậy mà cũng làm tưởng ai nói cái gì. Tại đó giờ có bao giờ trải nghiệm cảm giác hết tiền đâu. Nhưng có tiền mà. Lần đầu tiên cho nên thấy nó hơi bị sốc. Nè. Gọi lại số nãy nè. Ngọc ha, Ngọc Hoàng. Hoàng Sa. Sa Mã. 3 2 MacBook. MacBook là gì? MacBook là MacBook mà tiệm Nghệ An á. Chơi. Ba con chơi. Ủa? Ăn chơi ăn kệ. Ăn chơi cái gì? Chơi đố chữ, chơi tiếng vùng miền, ghép với vùng miền vô chi tự nhiên cái. Thôi thôi. MacBook mà biết cái là gì không? Biết MacBook là gì không? MacBook. Ừ, mà tiệm Nghệ An. Tiệm Nghệ An của ta. Chưa. Thiền Bình. Thiền Tướng. Thiền Lý. Gì? Mới nói gì á? Con có công việc rồi. Ngon, ở đâu vậy? Quản lý nhân sự của cái công ty làm phim kia mới gọi con, báo là con được nhận làm diễn viên, rồi được đào tạo miễn phí nữa. Trời ơi. Diễn viên là nhiều tiền lắm nha. Tương lai sẽ lại, ấy quan trọng là sắp xong nhiệm vụ. Giỏi dữ vậy trời. Mà công ty gì để có gì xong công chuyện rồi không? Pháp TV. Nghe nước ngoài nha. ABT. Thấy rồi có chuyện rộng á, không giỡn từ đâu nha. Cho Pháp TV. Ai không được đâu. Cái gì vậy? Thôi đừng có làm. Nữa mày phá cái gì nữa, Sắp quan trọng là mình sắp xong nhiệm vụ, tao có việc diễn viên là chắc chắn là có tiền nhiều hơn rồi. Cái công ty đó làm phim không có đàng hoàng. Là sao mà không đàng hoàng? Phim gì? Phim heo. Pháp TV làm phim heo hả? Không? Nói chung là biết biến cố gì á, từ phim đàng hoàng qua phim heo luôn. Nghe nói như vậy. Nhưng mà thôi, chị đừng có làm. Làm vậy tôi không an tâm đâu. Kiếm việc khác đi. Tất nhiên là phải kiếm việc khác rồi, ai cho mày làm? Nghĩ sao đi kiếm được cái chỗ làm gì? Mà nhóm đó nổi tiếng không? Có ai nổi trội không? Cái gì Thúy Kiều rồi Trang Nơ cái gì đó. Ê, có phải cái con Kiều có biệt danh là Kiều Giám Má Tế không? Hồi bữa đi nghe có nghe mấy ông sờm sờm ở trong xóm ông bàn. Cái gì mà Thúy Kiều Giám Má Tế Trang Nơ Quy Mục Chi? Sao ba biết? Thì mấy ông đồng nghiệp chưa nào cũng mở coi, là ba phải ngồi coi chung với ổng nè. Hồi đó ok lắm. Hồi đó làm phim cho thanh niên coi đồ có bài học đồ đàng hoàng. Không biết từ lúc mà không có quảng cáo tới chuyển hướng kinh doanh. Mà tức nữa, Ribi Sachi không đưa vô đóng. Đưa Thi Kiều, đưa Trang Nơ. Mà Ribi là sao? Ribi ngon hơn hả? Đẹp. À, hàng mới. À, nhỏ, giống như anh thích vậy à. Tất nhiên là còn zin rồi. Lát nữa qua đây tôi cho bóc à. Có sẵn đây. Rồi, rồi, để chụp hình gửi qua anh ha. Rồi, thôi ha. Vậy là ngày mai con có thể bắt đầu đi làm rồi chứ. Ừ, đúng rồi con. À, bây giờ con ở đây chờ xíu đi. Mấy chị hướng dẫn kỹ cho con ha. Dạ. Mà chú,
cái chuyện con xin cho ba con làm bảo vệ, chú thấy sao chú? Không được đâu con ơi, tướng tá nhìn phải ok xíu chứ. Dạ. Dạ chú, con cởi áo được chú? À được, con cứ tự nhiên. Mày thôi, con ngại lắm. Nè 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 nè. Gì vậy? Làm gì vậy? Nóng quá cởi áo. Không có được cởi. Già dê này nữa. Hả? Đừng có thấy con nhỏ mà dễ dãi mà lợi dụng nó nha. Bỏ ăn nói cẩn thận nha. Ăn nói gì? Ông tuổi gì nói chuyện tôi. Chết. Tôi biết là cô cần tiền, nhưng mà không cần thiết phải làm mấy ngày này. Đi về thôi. Ông nấy tuổi bà nó đó. Rồi sao? Xong bắt nó cởi không? Nó đòi. Nè đừng có xạo nha. Thiệt. Im, chưa tới lượt con. Thiệt. Thiệt mà. Tôi xin được cởi. Xin được cởi. Tôi biết là cô muốn giúp tôi, nhưng mà đừng có vì tôi mà cởi áo bán thân cho ông già này chứ. Trời ơi, cái áo ở trong tôi bị dính sình, tôi mặc cái này cho nó che lại, nhưng mà nó dày, nó nóng quá, tôi xin cởi ra. Cái áo con nhỏ bị dính sình, nó đòi cởi. Chứ gì? Thì còn cái vụ nãy chú đứng ở ngoài á, chú nghe điện thoại chú kêu là hàng ngon lắm, còn jean có hình ảnh, hàng họ đầy đủ, à, chắc lưỡi nữa. Tôi nói chuyện với bạn tôi mà theo dõi hả? Không, vô tình nghe thôi à. Cái đó là đang nói chuyện về cái đồng hồ Rolex thôi, nhỏ nhỏ xinh xinh bé bé còn jean thôi, nhưng mà không có câu là hàng họ đầy đủ nha. Cái đồng nói thiệt. Chú nhận nó giùm con chứ tội nghiệp con. Anh hai, em được nhận rồi á. Anh hai làm hồi chú đuổi em luôn á. Xin lỗi chú. Không chở vô thẳng luôn đi. Ông coi giảm cân đi chứ càng ngày càng mập rồi đó. Trời ơi, càng nhiều phép mới càng mập á. Trời. Ủa, cha nội làm gì đây? Hàng bay vô phụ xé thì biết rồi gì. Xé cái gì? Xé cái giấy này hả? Đúng rồi, đúng rồi. Mà xé làm gì? Xé phụ đi rồi nói cho biết. Trời. Rảnh thiệt chứ. Rồi đó, xé đó, vụ gì? Hôm nay là sinh nhật của con Chi. Dạ, có ba người đâu, có con Chi đây đâu, nó nhỏ làm gì vậy? Rảnh. Đang tâm lý muốn giữ bí mật cho nó, tại bất ngờ. Mà sinh nhật Chi thì xé giấy làm chi? Cái này khi xong á, 1% là giấy, nhưng mà 99% còn lại là tình yêu của người cha. Cụ thể hơn được. Thì tao đang muốn bắt chước cái bọn trẻ bây giờ nó làm đồ handmade mà làm hình đám mây á, để tặng cho con gái của tao. Tượng trưng cho tao sẽ là đám mây che chở cho con gái của tao đi muôn nơi dưới sự bảo bọc của người cha này. Nhưng mà làm đám mây mà làm từ giấy ổn không? Chưa hiểu lắm. Mày ngu quá. Đám mây là hơi nước. Không lẽ bây giờ tao đi vô tao đun sôi để làm đám mây hả? Cái đó chỉ cái tượng trưng thôi. Để bạn Bụt nói cho bạn Trần nghe vậy. Nói gì? Bây giờ mình có não, mình chịu khó động não á, sao mình không lấy bông gòn mình giả đám mây? Đúng. Trời ơi, uổng cái cuộn giấy ghê chưa. Đi lấy bông gòn. Chắc vậy quá. Ủa cái gì vậy? Hả? Sao không ra mua bông gòn, xé cái gói, tối lấy gì nằm? Có tiền đâu mua. Với lại về con gái tao là mấy cái gói này không có thành vấn đề gì hết không? Tao nằm dưới đất cũng được đó mà. Cao cả dưới rồi. Nếu mà nói về cao cả, con gái tao nó cao cả hơn tao nhiều. Từ lúc mẹ nó mất á, tao thì bị bệnh tim, đâu có làm việc nặng nhọc gì được đâu. Nhà cửa này là một tay nó lo toan hết á. Vừa phải nghỉ học sớm, rồi kiếm tiền lo lắng cho tao với anh cái nhà cửa này. Đâu có dám lấy chồng sớm đâu. Nghĩ lại mà thương nó nhiều. Ủa rồi tao kể ra gì ta? Ê, đâu có. Kể tiếp đi chứ. Ông kể cảm xúc mà. Tính ra ông phải là một người cha ok, ông mới cảm được, ông mới hiểu được đứa con ông vậy. Trời chứ sao? Tao làm người cha hơi ok luôn, đúng rồi đó. Để chứ mày tưởng tượng để con gái tao đi mua đồ ăn về, mà dù nó không hợp miệng, nhưng tao cũng đâu có chê đâu, đâu có đòi hỏi vậy. Cùng lắm là tao nhịn nè.
cho nó đúng mà. Giờ tao chỉ mong ước đều thôi à. Con gái của tao tìm được một tấm chồng tốt, một người đàn ông có thể lo được cho nó. Cỡ tao trở lên, tao an tâm. Ác nhân vậy ông nội. Ác gì mày, cỡ tao không phải ngon hả? Ông chết nó luôn. Chết gì? Ông dìm nó luôn á. Mày mắc cười quá. Nói chung là tao sẽ hy sinh tất cả vì con gái tao, ngay cả cái gói này. Mày... gói này của con chi mà tao? Trời! Nè, lấy cái này treo vô. Cái này nè. Mày... ủa, lấy đâu ra vậy? Chứ mày thở. Không, có xin phép rồi, có xin phép rồi. Ở bển nói là đang đi nghỉ hè ở ngoài Vũng Tàu á, chưa cần thắp đèn liền giờ, tuần sau mới về. Được, tôi đi kéo coi. Nhanh lên. Ủa. Ủa, ba ơi, sao nhà tôi thua? Chị ơi, chị, chị. Dạ? Nhìn lên, nhìn ba mày lần cuối. Cái gì? Ba mày bị hẹp rồi. Ba con bị hỏng bên tim đúng không? Ờ, bị hẹp rồi. Bị hỏng bên tim chứ hẹp là hẹp cái gì? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to chị. Chúc mừng sinh nhật con gái. Thổi 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 đi, thổi, kinh thổi. Phí eo hẹp thông cảm. Yeah. Wow, này đâu đẹp vậy? Trời. Nè. Này gì, này gì? Cái gậy lấy đồ. Ủa? Đúng rồi. Sao tôi lấy đồ được nữa? Trời ơi. Thôi từ từ nó mọc ra lại. Cái tật ngủ. Chơi mà. Chơi thôi, chơi thôi. Mày nhắm mắt lại. Trời ơi. Con gái đi làm mới về hả? Dạ. Ủa cái gì vậy? Dạ quà của chú Hải tặng con đó ba. Ghê vậy, đi làm chưa được 1 tháng trời được tặng quà luôn. Đúng rồi. Trời ơi, ê nhìn cưng nghe. Đồ xịn á. Trời ơi, khoái ơi. Thôi ngủ đừng có ôm ngủ luôn nghe. Vài bữa lắm luôn hả, cho ăn canh chua cá lóc đồng kìa mới xịn. Để tôi làm cho. Vài bữa nữa xong đi, dẫn cả nhà mình đi ăn nhà hàng. Thầy con. Ý sao? Dữ à. Cái khăn nào đâu? Để kiếm con ghẻ ra coi. Rồi, để đây cho tôi được rồi. Để tôi rửa phụ cho. Trời ơi, biết rửa mà phụ. Trời ơi. Tôi đi lên từ hai bàn tay trắng chứ phải công tử bột đâu. Có cái điện thoại kìa. Đưa tôi cái... Cảm ơn chị nha. Vài bữa nữa hoàn thành nhiệm vụ á, tôi hứa với chị tôi sẽ tìm đủ mọi cách để chị bình tâm cho chú Trình. Cảm ơn anh nha. Còn Chi á, về làm quản lý cho tiệm thôi. Thôi tôi không cần đâu, chỉ cần anh trở về được cuộc sống trước kia của anh là tôi vui rồi. Với lại
tôi cũng đang có công việc rồi mà. À quên nữa, công việc em bữa giờ ổn không? Cũng bình thường à. Có điện thoại nè. Chủ gọi. Ủa sao không nghe luôn? Đang bận đó mà, tí nữa tôi gọi lại, không có gì đâu. Chị ơi, sao cái đầm của chú Hải mua tặng con quăng trong thùng rác vậy? Có chuyện gì với thằng già đó đúng không? Tôi không làm được đâu hết. Trời, Chi, bây giờ tôi hỏi nè, Chi có muốn mấy người con gái khác bị lợi dụng giống như Chi không? Cố lên Chi làm được mà. Nhưng mà tôi... Ráng lên, chỉ cần khiêu gợi ổng xíu là được à. Sợ tôi không làm được. Có tôi ở đây. Ý ổng gọi. Ghi màn hình lấy, ghi màn hình lấy. Cố lên. Alo. Chào con. Chú gọi con, chú muốn xin lỗi con cái chuyện hôm bữa nghe. Dạ. Không có gì đâu chú. Ủa? Con đang ở nhà mình à? Dạ đúng rồi nè. Con ở nhà có một mình. Vậy thôi, con ở nhà cho cẩn thận nha. Bye con. Ủa gì kìa? Bình thường ổng không phải như vậy. Cái bình thường chỗ làm là ổng nói chuyện biến thái lắm chứ. Cái đó là tôi tin Chi, nhưng mà cái vấn đề mình không có bằng chứng để mình đăng lên mạng tố giác ổng. Có khi nào ổng biết không ta? Dạ. Không gọi lại. Ghi màn hình lại, đừng có quên cái đó. Dạ con. Dạ chú. Con thay cái áo đầm bữa chú tặng con đi. Dạ. Cái... thay ra chú coi thử con mặc có vừa không, với lại có hợp không mà. Dạ chú chờ con xíu. Em nhảy đi được qua cho em coi cái này, bảo đảm em thích liền à. Dạ. Cái gì? Trời ơi thằng già. Nè tôi nói là tôi ghi hình cái clip này lại rồi. Cái tiệm đồng hồ của ông từ giờ đi đông khách luôn cho coi. Trời ơi. Biến ta. Đi, tôi với ông giải quyết cái thằng khốn nạn đó luôn. Từ ba. Khỏi. Có clip hết rồi, bây giờ đăng lên trên mạng là ông khỏi làm ăn gì được luôn. Chắc không? Chắc, ghi hình màn hình mà. Chị cũng đỡ. Chị đừng có sợ nữa, từ giờ chứ gì sao ông không dám làm gì Chi đâu. Mà từ đây thì sao tôi cũng dám làm đó nữa đâu. Tính ra thằng Thái nó làm cho mày mất việc nữa rồi ha. Ba này, Thái giúp con mà. Nếu như vậy thì cậu sẽ mãi mãi nghèo đó. Ủa? Mãi mãi nghèo? Có đâu. Con tưởng là anh Thái vẫn có thể giúp con đi tìm việc khác, xong rồi trở về cuộc sống bình thường chứ. Đúng rồi, vẫn đi kiếm việc bình thường, từ từ. Thái, khai thiệt đi. Ông bớp. Nói lắm. Thời hạn của nhiệm vụ này chỉ có 37 ngày thôi. Còn lại chưa tới 10 ngày, cùng lắm là tìm việc mới. Chứ sao lãnh lương? Thì khi mà biết Chi có chuyện đó thì tôi xác định rồi. Với lại nếu mà tôi có giàu trở lại mà Chi có chuyện gì thì tôi hối hận cả đời luôn.
Xin lỗi ông Bụp nha. Tại tôi mà. À, không sao. Với tại con lo lắng quan tâm cho người ta thôi mà. À, với lại một phần cũng tại ta làm biếng. Không có học phép biếng giàu mà học phép biếng nghèo không à. Dù sao ta vẫn ở lại đây ha, giúp con tìm được tình yêu chân thành. Ok không? Thôi dài ngủ. À, ngủ chứ. Trễ rồi đó. Yên tâm đi. Tôi đi lên từ bàn tay trắng được. Thì bây giờ làm lại có làm sao đâu. Nghe, đừng có nghĩ gì hết. Vậy. Vậy ha. Thằng Tiên cũng phải ngủ chứ. Quá. Nè. Tôi vẫn còn đang thất nghiệp á. Đừng quên tôi nha. Ông Bụp. Chèo. Ông Bụp. Chuyện này là sao? Sao là sao? Thì tôi vào lại rồi chứ sao? Thì xong nhiệm vụ rồi đó. Sao? Nhưng mà Chi vẫn thất nghiệp mà. Nhưng mà nó vẫn nhận được lương mà. Chắc là ông kia ông sợ nên ông chuyển lương đó. Ai dè. Rau ria đồ ngon lành ha. Nhưng mà ông hứa với tôi tình yêu thật lòng thì sao? Để yêu thật lòng, trước hết con phải biết quan tâm mọi người trước cái đã. Không phải bằng của cải vật chất tiền bạc gì cả, mà phải quan tâm thật sự từ bên trong. Đầu bếp về rồi đây. Có cá lóc đầu không con? Dạ có chứ ba. Rồi à, ngon. Để tôi nấu phụ Chi cho. Biết không đó mà phụ. Biết xong biết, tôi dắt cho. Phụ chứ không có phá rồi mày. Trả lương cho con Chi, nếu không thì tội chồng thêm tội. Không phải mơ đâu. Lên! Chút tiền đi cửa vậy. Tiền, tiền. Ủa rồi. Hello mọi người ơi, Pháp TV vừa mới update một cái YouTube shop. Đúng rồi, nhanh tay đặt hàng để ủng hộ anh em tụi tôi nha. Vừa xem Pháp TV mà vừa được mặc những cái sản phẩm thời trang của Pháp TV nữa thì quả đúng là fan cứng ngắc, cứng như kim cương. À đúng rồi, các bạn đừng quên đăng ký gói hội viên để có thể khi mà các bạn bình luận sẽ xuất hiện những cái avatar đọc lại. Với lại dạo này tụi tôi cũng ít có quảng cáo á, cho nên là sự ủng hộ mọi người là nguồn động lực to bự cho anh em của tụi tôi. Bye! Nhớ like và subscribe. Là khi mà tôi giàu á, là ông già tôi không đái gì đó, không thành gì đó. Hai hoàn cảnh khác nhau. Cuốn thái là quay xe lưng gì đúng không? Rồi à, mình ở đây nè, Vinh đang ở đây nè. Ok. Nếu được chinh chinh kiểu này là chinh em tự cao nè, em hạ xuống này cất máy lại, cái này còn một máy bắt cần thay. Đúng rồi, còn cái gì? Ok phút vâng. Nghe ba mình đồng hành thì là có nắm có áo gì đấy tùy, ví dụ như nó chỉ thì thấy làm gì hết trơn. Rồi gọi xong cái gọi tài xế là xe rửa sắp xong chưa? Alo, xe rửa nó xong chưa? Nãy giờ hẹn của tôi rồi. Anh mà không nhận lại thấy ông gặp cái bà nhớ nhớ vậy.
này thấy đóng đàn thơ sao vậy? Thì cũng bình thường thôi, tại vì bình thường mình cũng là đàn thơ mà, có khác gì đâu. Đó là ở ngoài, còn trong phim thì thấy yêu thương. Lại mày. Năm. Bệnh còn thiếu không?